Các bạn đang nghe câu chuyện ma thần. Hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe Phần 2 Chương 16 Đổi khách thành chủ Dù ở cùng một cảnh giới Thì tranh lệch nội lực giữa họ Vẫn là một trời một vực Giống như việc Một người mới bước chân vào cảnh giới Thì luôn yêu hơn người Đã ở bậc cuối của cảnh giới đó Dù Doãn Văn Bình có dãy dụa đến đâu Thì ông ta cũng không thể nào di chuyển được Hắn hắn đã ở bậc cuối của cảnh giới này rồi sao nếu như vậy thì đối thủ lần này đã khác bản thân ông ta cũng biết được khoảng cách võ thuật giữa họ nhưng chức vị của doãn văn bình không cho phép ông ta từ bỏ tên nhóc này thực sự mạnh hơn mình sao doãn văn bình vốn là một người đàn ông có lòng tự trọng cao bởi ông ta không chỉ là một võ sư mà còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn ấy vậy nhưng Người thanh niên trẻ tuổi mặc cổ phục trước mặt Doãn Văn Bình. Một người mà ông ta thậm chí còn không biết tên, lại dám dùng nội lực chế trụ ông ta. Một luồng sáng xanh hiện lên, trượt qua tay trái Doãn Văn Bình. Thế vậy, Triệu Lưu Tống bèn mở lớn hai mắt. Kiếm khí! Hắn là một đại võ sư hạ cấp, đã đạt đến bậc cuối cùng của bậc đó. Nên hắn cũng biết người kia đang sử dụng khí kiềm khí có thể giúp võ sư trở nên mạnh mẽ hơn Với một đại võ sư trung cấp Nó chẳng khác nào Một thứ vũ khí tối thượng Giám đốc Doan chắc hẳn Phải tức giận lắm Triệu Liêu Tống cho rằng Doan Văn Bình sẽ tiếp tục chất vấn Dù đã bị Thiên Điêu Vân Nâng lên không trung Tên khốn Doan Văn Bình dùng tay trái đâm vào ngực Của Thiên Điêu Vân Lòng tự trọng của Doan Văn Bình lúc này Đã bị trà đạp ông ta không còn cho rằng thiên như vân là một tài năng nữa lúc này ông ta chỉ cảm thấy tức giận chỉ có giết chết thiên như vân mới khiến ông ta hà giận thiên như vân đang đứng ngay trước mặt ông ta doan văn bình chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào hắn ông ta tăng tốc bàn tay như một thanh kiếm đang sắp chém qua cơ thể thiên như vân thế nhưng doan văn bình không thể ngờ được rằng mình sẽ bị chặn đứng lại Đôi mắt ông ta trợn trừng như muốn phát nổ Ánh sáng xanh trên bàn tay trái Cùng le lên một hồi Rồi biến dạng Thiên Điều Vân đã làm lấy tay ông ta Từ lúc nào không hay Nhưng đó không phải là điều khiến ông ta ngạc nhiên Hắn ta chạm vào kiếm khí Bằng tay không ư Triệu Liêu Tống không khỏi bàng hoàng Nếu con người bình thường chạm vào kiếm khí Da thịt sẽ lập tức bị cắt đứt Ấy vậy mà Bàn tay của Thiên Niêu Vân vẫn hoàn toàn lành lặn sao có thể doãn văn bình run giọng ông ta không thể hiểu nổi thiên như vân vẫn hết sức bình thản hắn nói ở cảnh giới của ngươi thì không thể hiểu được đâu thiên như vân bông xiết chặt tay lại điều đó khiến doãn văn bình hoảng sợ ông ta chợt hét lên khoan đã ông ta gào lên vì đau đớn chẳng những cổ tay bị chật khớp ngón tay trái của ông ta đều đã bị bẻ gãy Doan Văn Bình đau đớn đến mức toát mồ hôi hột Bạch máu trên trán ông ta nổi lên Tên khốn kiếp Ông ta cố kiếm cơn đau mà chửi bới Nhưng bông niên Doan Văn Bình bị cuốn lên không chung Cơ thể ông ta lơ lượng dưới tác động Của một nguồn lực vô hình Ông ta cố cử động nhưng không thể Cảm giác như đang bị kéo ngược lên trần nhà vậy Nguồn năng lượng khủng khiếp này Như đang giam giữ ông ta Đây là ngay đến triệu lưu tống cũng giật mình nhảy dựng lên hắn chưa từng nghĩ điều này có thể xảy ra trong đời thực lần đầu tiên hắn thấy doãn văn bình bị đối xử như một đứa trẻ cơ thể doãn văn bình bỗng run lên đây cũng là lần đầu tiên ông ta cảm thấy sợ hãi đến thế này hắn là một đại võ sư trung cấp ư không chắc hẳn phải là đại võ sư thượng cấp chuyện này quả thực khó tin nhưng giờ đây Ông ta đã tin chắc là thật rồi Ai có thể khống chế một đại võ sư trung cấp Chỉ bằng nội lực chứ Doan Văn Bình nhìn Thiên Điêu Vân Thật lạ Ông ta vốn cho rằng Triệu Lưu Tống đã sai lầm Thậm chí ông ta còn nghĩ Người ta không thể nào đạt đến Cảnh giới đại võ sư trung cấp Ở độ tuổi thanh niên như Thiên Điêu Vân được Thể chất tuyệt võ Khi võ công Đã được tôi luyện đến mức nhất định Có thể con người sẽ tự động thay đổi sao cho phù hợp với nguồn năng lượng trong cơ thể. Khi đã đạt được thể chất tuyệt võ, cơ thể con người sẽ trẻ hơn so với tuổi tác thật sự. Chính vì vậy, nên chủ tịch của Lục Đao có khuôn mặt chỉ tầm 8 tuần, nhưng thực chất ông ta đã hơn 80 tuổi. Chết tiệt! Chính vì vậy, nên mới không tìm được bất cứ thông tin nào liên quan đến hắn ta. Đang lẽ già, mình phải dự đoán trước điều này chứ khi đạt được thể chất tuyệt võ mọi thứ trên cơ thể con người sẽ thay đổi bao gồm cả vân tay thực chất cũng đã từng có chuyện tương tự xảy ra nhưng dù hắn là một đại võ sư thượng cấp thì cũng không thể nào đối xử như vậy với mình do có chức vị cao và võ công tốt chuyện như thế này chưa từng xảy ra với doãn văn bình nhưng giờ đây đó không còn là điều mà ông ta cần để tâm nữa quan trọng là ông ta phải tìm được cách thoát khỏi tình cảnh này ông ta cố lấy lại giọng bình tĩnh rồi nói một hậu bối mà dám đối xử với bậc tiền bối như thế này ư anh phải học cách tôn trọng người lớn tuổi đi lúc này giám đốc đang nghi ngờ cái tên như vân chắc hẳn đó là một cái tên giả giờ đây ông ta đã bắt đầu đoán ra được thân phận của người thanh niên trước mặt này trên thế giới này ít có tổ chức nào lại so được với lục đạo anh định tiếp tục chế trụ bậc tiền bối như thế này sao ông ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra cánh cửa văn phòng ông ta cho rằng sau khi hét lên như vậy chủ tịch của công ty lục đạo hoặc những vệ sĩ khác bên ngoài sẽ để ý sao đám chết tiệt đó vẫn chưa xuất hiện gì vậy nhưng sau một khoảng thời gian vẫn chẳng có ai mở cửa bước vào thế ông ta khó chịu ra mặt Thì Niệm Vân cất giọng nói Không có ai đến cứu người đâu Nếu kẻ đứng ở bên ngoài văn phòng này Không thể nghe được bất cứ điều gì cả Không Không thể nào Giám đốc nước mắt nhìn quanh Giờ đây ông ta mới nhận thấy Một luồng sáng nhẹ được bao bọc cả căn phòng Từ khi bước chân vào phòng Thì Niệm Vân đã dùng nội lực của mình Để phong âm căn phòng này người ngoài tuyệt đối không thể nghe hay biết được những gì đang diễn ra trong căn phòng thiên nhiên vân nhìn quanh rồi nói nơi này không có máy quay giám sát rất tốt nghe vậy Doan văn bình không khỏi nhăn mặt do có địa vị cao lại không thích kẻ khác làm quấy nhiễu đến sự riêng tư của mình nên ông ta không cho lắp máy quay giám sát trong phòng làm việc trả lời câu hỏi của ta ngay thiên nhiên vân bước đến gần ông ta Doan Văn Bình nhận ra Mình không thể trốn thoát được nữa Nhưng ông ta vẫn còn một con bài tẩy Được Nếu không ai có thể giúp Thì mình có thể tự làm được Giám đốc Doãn cắn bôi. Hậu bối này Tôi không phải người ngu ngốc Nhưng ông chắc hẳn Là kẻ cứng đầu nhỉ Ông không nhìn thấy Mình đã rơi vào tình cảnh như thế nào ư Thiên Điều Vân gật đầu Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy có kẻ dám lên giọng với mình khi bị đe dọa doan văn bình hét lên nhất thì người nói một giờ là có ý gì doan văn bình tỏ ra bất ngờ trước lời đáp của thiên điêu vân người đàn ông này thậm chí còn không biết nhất thì là gì triệu liêu tống nãy giờ vẫn đứng phía sau hắn chợt lên tiếng giải thích đó là tên của một loại độc dược được chế tạo bởi công ty dược phẩm DANG. Độc dược. Công ty dược phẩm DANG, thực chất là hậu duệ của một tông phái chuyên về độc thuật. Họ rất giỏi trong việc chế tạo độc, kết hợp với sự phát triển của máy móc hiện đại. Họ đã tạo ra nhiều loại độc dược khác nhau, và nhất thì chính là thứ độc cao cấp nhất của họ. Phần lớn mọi người đều không thể nhận ra được chất độc này khi tiếp xúc với nó sau khi được đưa vào cơ thể một tiếng chất độc sẽ được kích hoạt Ban đầu nghĩ hắn có thể là đại võ sư trung cấp Nên mình đã cho hắn uống thứ trà ấy Thật may quá Tuy ông ta không tin báo cáo của triệu lưu tống Nhưng ông ta vẫn cảm thấy Mình nên đề phòng trước thiên như vân Vậy nên Ông ta đã dặn thư ký đầu độc tách trà từ trước Thực chất Chính vì võ lâm Đã kiện chất độc này lên tòa án Nên bọn họ Mới có thể lấy được nó Tôi không biết liệu anh Có từng nghe đến thứ độc này hay chưa Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy Đó chính là lý do Tại sao giám đốc doãn Vân lên giọng với thiên điêu vân Ngay cả khi đã bị hắn đe dọa Điểm đáng sợ của độc nhất thì Nằm ở chỗ Nó phát tát rất nhanh Nhưng không chỉ có vậy Tôi không biết anh có thuốc giải hay không Nhưng với một người có võ công cao cường như anh thì chắc hẳn sẽ không muốn nội lực của mình biến mất đâu nhỉ. Thường thì các đại võ sư hạ cấp không thể nhận biết được loại độc này, ngay cả khi đã được giải độc thì nhất thì vẫn có thể xóa sạch ba phần nội lực trong cơ thể con người. Nếu đã là một đại võ sư thượng cấp thì chắc hẳn hắn ta phải trân trọng nội lực của mình lắm. Sau khi được công bố, nhất thì đã tạo ra một làn sóng lớn trong võ lâm bởi nó có những tác dụng thật đáng kinh ngạc khi nhận ra chất độc này nguy hiểm đến mức nào hiệp hội võ lâm đã kiện công ty kia lên tòa họ muốn loại bỏ chất độc này không thể để nó xuất hiện trên thị trường nữa thậm chí hiệp hội còn đe dọa sẽ tiêu diệt đường ra nếu tiếp tục sản xuất loại độc này vì gia tộc này vẫn là một phần thuộc võ lâm nên đương nhiên họ đã đồng ý ngừng sản xuất loại đồng này. Tuy nó đã bị cấm, thì thoảng chất đồng này vẫn được sử dụng để giải quyết những kẻ mạnh. Quả thực là đáng đồng tiền bát gạo. Doan Văn Bình nghĩ thầm, ông ta vốn mua nó để đề phòng và giờ thì đã có tác dụng. Ông ta mỉm cười rồi nói, anh rơi vào thế bí rồi. Sau khi tôi gọi những người khác đến đây, anh sẽ bị hạ cục chỉ trong chốc lát. À có lẽ anh đã thắc mắc Không biết điện thoại tôi ở đâu nhỉ Tôi không hề sử dụng điện thoại Tôi có thể truyền âm gọi họ đến Do có chức vị cao Nên Doãn Văn Bình Luôn chuẩn bị sẵn để đương đầu với hiểm họa Ông ta tiếp tục nói Giọng đầy tự tin Được rồi Nếu đã vậy thì anh nên đặt tôi xuống đi Một khi tôi thoải mái Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng đấy Ông ta nghĩ rằng mình đã thắng tuy đối thủ là một đại võ sư thượng cấp và khi đã mạo hiểm đến bước này thì khó có thể quay đầu lại được thế nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác ai lại muốn lãng phí hàng thập kỷ rèn luyện nội lực chứ được rồi tôi sẽ đếm đến năm đối thủ kia sẽ gục ngã sau bao lâu đây tên giám đốc thích thú nghĩ rồi ông ta bắt đầu đếm một thế nhưng khi ông ta vừa dứt lời thiên như vân đã rút kiếm ra gương mặt hắn vẫn mang biểu cảm lạnh lùng tựa băng tuyết ông ta cảm nhận được có thứ gì đó vừa trượt qua tay phải mình tiếp đó một âm thanh vang lên con vật bị rơi xuống sàn nhà mặt triệu lưu tống bỗng trở nên trắng bệch hắn vô thức ôm lấy cánh tay mình máu đỏ tua ra từ bà vai tạo nên một khung cảnh đâm máu mặt tên giám đốc cũng đỏ lựng lên Ông ta gào thét So với cơn đau này Việc bị bẻ gãy ngón tay quả thực chẳng là gì Ông ta mới đếm một thôi mà Thiên Như Vân Đã làm tới như vậy Tên khốn nạn Anh nghĩ đằng nào cô mất nội lực Nên có thể làm can ư Người sai rồi Cái gì Đúng lúc đó Thiên Như Vân đưa tay ra Trong lòng bàn tay hắn Đang cầm một thứ gì đó Nhìn như một bông hoa màu đen Người thực sự cho rằng Thứ như vậy có thể làm hại ta sao Không Không thể nào Tiền giám đốc không khỏi kinh ngạc Ông ta chỉ muốn chối bỏ hiện thực này Bông nhiên thì điều vần lại nói Người như ta Sẽ không nhận ra chất độc kia ư Giọng nói ấy Khiến Doãn Văn Bình giận người Chuyện như vậy là bất khả thi Nếu chất độc đó Có thể bị thải ra Một cách dễ dàng như vậy thì ông ta đã chẳng phải trả khoản tiền khổng lồ để lấy được nó không thể nào chỉ khi uống thuốc kháng thì mới có thể chống lại được độc tính người không muốn tin sao nói xong thì nhiều vân rối tay về phía ông canh hoa trên tay hắn bông nhỏ ra một giọt nước đen nó trôi nổi giữa không trung rồi bay về phía doãn văn bình không 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 ông ta gào lên vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc nguồn năng lượng vô hình của thiên như vân đã ép ông ta phải mở miệng mình ra chất lỏng dễ dàng trôi xuống cổ họng ông ta có thể cảm nhận được nó đi qua thực quản của mình nếu chất độc này đúng lan nhất thì thì ông ta phải tìm cách thải độc ngay lập tức như vậy doan Hoan bình dãy rủa Cố em mình nôn chất lỏng ấy ra nhưng thiên như vân đã nhanh tay phong ấn huyệt vị của ông ta bị điểm huyệt Cơ thể ông ta lập tức căng cứng Doan Văn Bình Đôi đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Như Vân Trái với vẻ dữ tận Và uất hận ấy Thiên Như Vân ngồi xuống ghế mỉm cười rồi nói Còn 59 phút nữa Hết trường 16 Mời các bạn nghe tiếp chương 17 Có vẻ như hắn sắp rời đi rồi chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi. Cửa chiếc xe xanh dương kia đi về sau chúng ta, rồi từ từ bắt kịp tốc độ. Vâng, chỉ cần xoay tay cầm điều khiển, hình ảnh hiện trên màn hình dần thay đổi. Chính vào lúc đó, từ trong đoạn phim đột nhiên phát ra những âm thanh chói tai, dường như bọn họ đã va phải thứ gì đó. Mai quay theo dõi cũng bị va đập, khiến cho màn hình phản chiếu cũng đột ngột chuyển động theo. Cụ phanh gấp vừa rồi khiến màn hình quan sát mất đi tín hiệu nhưng nó vẫn kịp thời ghi lại hình ảnh cuối cùng chiếc xe đã đâm thẳng vào một cột điện ngay trước cổng bệnh viện ngay khi đâm vào cột điện tôi khí ngay lập tức bật tung ra kỳ quái gì thế này hai người đàn ông mở cửa xe rồi vòng lên phía trước để kiểm tra trong đoạn băng theo dõi có thể thấy rõ vẻ mặt tức tối của hai người họ khi thấy chiếc xe xe màu đen dần biến mất khỏi làn khói tại sao bọn chúng có thể hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy bởi vì hắn mới chỉ theo dõi họ cách đây không lâu mình đã phải nén nhục xuống đó và thậm chí còn thể hiện lòng thiện chí với hắn ta vậy mà hắn siết chặt lòng bàn tay nhớ lại việc bản thân đã cố gắng thế nào để khiến bọn chúng tin tưởng mình thế nhưng tất cả chỉ cho thấy một điều, người kia là một người vô cùng quan trọng đối với bọn chúng. Hắn đồng thời cho rằng trên sân thượng của bệnh viện cũng đã được bố trí sẵn lính bắn tỉa để chuẩn bị cho mọi tình huống. Điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông mà bọn họ vừa bắt được là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Tuy nhiên, Lý Minh, đội trưởng đội trọng án Soba, không thể rời mắt khỏi màn hình. Có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của hắn cậu đã tìm thấy thứ gì khả nghi sao trước câu hỏi của giám đốc trương ly minh chỉ tiếp tục hướng tầm mắt của mình về phía sau màn hình quan sát ạ à, không không có gì vậy cậu đang nhìn cái gì vậy hả ly minh chỉ đáp qua loa nhưng mắt vẫn sán chặt về phía người đàn ông trạc tuổi tan tuần đức ở cổng bệnh viện trong đoạn phim hắn ta mặc bộ đồ xanh lam đi bên cạnh là một ông lão cầm trên tay một thanh kiếm vô cùng bắt mắt. Người này là giám đốc sở an ninh công cộng thành phố Trương Dụ Cẩm. Cao mày khó hiểu nhìn Lý Minh. Ông đã sống ở thành phố Thẩm Dương này cũng đã được hơn 30 năm. Đương nhiên, ông có thể nhận ra khuôn mặt của mộ dung Lý Tôn, giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn có tiếng tăm trong thành phố. Mộ Dung Ly Tôn giám đốc điều hành của tập đoàn nhà họ diên có mặt tại hiện trường vụ việc trương dụ cẩm cô biên tập đoàn diên gia được điều hành bởi một gia tộc thuộc võ lâm có vẻ tình hình hiện tại phức tạp hơn ông tưởng nhiều ông ấy cũng có thể đoán được tại sao mà ly minh lại không thể rời mắt khỏi màn hình quan sát tuy nhiên một thanh tra thì không nên để cảm xúc cá nhân của mình chi phối quá trình điều tra Giám đốc Trương dụ cầm lấy lại tinh thần, nghiêm chỉnh nói với Lý Minh. "Đội trưởng đội 3, cậu đang trong thời gian dưỡng bệnh, để nghỉ cậu quay về nghỉ ngơi." "Cái gì?" Lý Minh nghe thấy vậy liền tỏ ra bối rối. Mới chỉ vài phút trước giám đốc Trương còn để cho hắn trực tiếp kiểm tra đoạn phim và hỏi hắn về cách thức xử lý vụ việc, vậy mà giờ ông ta lại đột ngột thay đổi ý định. Giám đốc Trương dụ cầm cắn môi, vươn tay nhấn nút dừng trên bàn điều khiển lúc này Lý minh nói nếu như ông ta thật sự là người của tập đoàn diên gia thì chúng ta đã thiết lập quan hệ với tôi bảo cậu dừng lại giám đốc à việc này không thể chỉ giao cho đội đặc nhiệm được nữa rồi chuyện đã đến nước này ly minh nhất định không chịu lùi bước giám đốc trường trông thấy biểu cảm của hắn thì không khỏi lắc đầu ông liền nhấc điện thoại lên và bấm một dãy số Lê Minh sẽ bị cách chức trong một thời gian Và bị đình chỉ công tác trong 3 tuần tới đây Thông báo cho phòng an ninh Để bọn họ kiểm soát việc ra vào văn phòng của cậu ta Lê Minh hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình nghe được Hắn không bao giờ nghĩ đến việc Giám đốc sở sẽ làm vậy với mình Giám đốc à Phất lờ về mặt sững sờ của hắn Giám đốc trường cúp điện thoại Lạnh giọng nói Cậu không nghe thấy tôi nói rồi sao Hiện tại đội trưởng Lý Minh Đã bị đình chỉ công tác Hãy mau chóng trở lại bệnh viện Và tiếp tục dưỡng thương đi Giám đốc không thể được Tôi không còn gì để nói với cậu nữa Thư Kỳ Lâm Thư Kỳ Lâm gọi bảo vệ đi Lý Minh cầu mày nói Ngài không thể làm vậy với tôi Thư Kỳ Lâm Giám đốc trường đã đình chỉ công tác của đội trưởng đội số 3 Lì mình không thể làm gì hơn Hắn chỉ còn cách rời khỏi văn phòng Một cách bất lực Sau khi Liên mình đi khỏi Giám đốc sở trương Ngồi vào ghế và hít một hơi thật sâu Hài Ai... Ông thấy trong người bực bội khó chịu liền lê tay Vờ bào thuốc trên bàn làm việc Rồi côi xuống két sắt nhỏ dưới bàn làm việc của mình Chả được việc gì cả Nói rồi Trương Dụ Cẩm bấm vài nút Và quét dấu vân tay sau khi quét dấu vân tay Và xác nhận lại bằng mật mã Cửa két sắt mở ra Bên trong có khoảng 5 bộ đàm loại nhỏ Trương dù cầm lấy chiếc ở ngoài cùng bên phải Và tiếp tục bấm nút Đây là Alpha Đây là Alpha Nghe rõ trả lời Ngay lập tức bộ đàm phát lên tiếng phản hồi Đây là Beta Đã nhận tín hiệu Phía đường dây còn lại Là một người đàn ông với chất giọng khàn đục Trương Dụ Cầm tiếp tục nói Liệu chúng ta có bị nghe lén không? Ở đây không có ai Tôi vừa mới tới thị trấn Làm tốt lắm Ngô Lưu Phong Đặc vụ mà anh vừa cử tới đó Vẫn an toàn chứ? Chưa có vấn đề gì Mặc dù tâm lý của bọn họ Bị ảnh hưởng chút ít Hiện không ổn định lắm Được rồi Giám đốc đội kỹ thuật Vẫn chưa thể tham gia hỗ trợ sao Trương Dụ Cẩm vừa vút cằm vừa ấn nút và nói tiếp: "Đội ngũ kỹ thuật đang cố gắng hết sức. Hay... an Alpha, không, giám đốc, chuyện này không phải chỉ cần cố gắng hết sức mà làm được. để tôi đã nói trước đó, tình trạng của họ bây giờ có vẻ không tốt." Ngô Liêu Phong nghiêm giọng nói, và Trương Dụ Thầm hoàn toàn hiểu rõ điều này. Phía Bắc Kinh nói rằng họ đã tìm thấy tung tích. Của một cựu nghiên cứu sinh Tôi sẽ cho anh biết ngay khi có kết quả Đã rõ Nhưng tại sao ngài liên lạc với tôi Tôi đã gửi cho anh một tệp tin Qua đường mạng an toàn Dùng cái này để thẩm vấn tên đó đi Hay đọc qua một chút Vừa nói Trước dụ cầm vừa nhìn vào màn hình Trên màn hình Là hình ảnh Thiên Điêu Vân Đang ngồi ung dung trong phòng thẩm vấn thật điên rồ trưởng phòng nhân sự triệu lưu tống đã không thể khống chế sự việc. doan văn bình người đang ngồi trên ghế sofa đang cố cầm máu vết thương. ánh mắt ông lộ rõ vẻ đau đớn nhưng dường như vẫn đang cố gắng biểu lộ điều gì. triệu lưu tống ngay lập tức hiểu ra ý đồ của ông. giám đốc quả thực hắn cũng muốn giúp sức nhưng ngay cả vậy thì hắn cũng không thể nhích đi dù chỉ một bước. Triệu Lưu Tống biết rằng Chỉ cần hắn manh động Kết cục của hắn Công xe chẳng khác giám đốc của mình là bao Triệu Lưu Tống Lưu nhìn đồng hồ treo trong văn phòng Đã 30 phút trôi qua Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Nếu hắn Đã thấy lo lắng đến đường này Thì chắc hẳn giám đốc Doãn Đã mất hết kiên nhẫn rồi Dựa trên dự tính của Triệu Lưu Tống Nếu tính cả thời gian lấy thuốc giải Thì giám đốc Doãn Chỉ còn tổng cộng 15 phút trước khi chất độc kịp phát tán lan khắp cơ thể cái tên khốn nạn triệu lưu tống nhìn sang thiên như vân người đang bình thản ngồi ở bàn làm việc vô gì hắn cho rằng như vân muốn chấn áp độc dược thì sẽ tìm được thứ gì đó để giải độc rồi bỏ đi tuy nhiên thiên như vân ngồi đó bình chân như vậy hơn nữa còn không để cho bọn họ cử động thời gian cứ chậm chạp trôi qua Giám đốc Doãn đã mơ hết kiên nhẫn Thiên Như Vân Dùng đúng loại độc dược của bọn họ Để uy hiếp Doãn Văn Bình Đây chẳng khác nào một sự tra tấn Rốt cuộc hắn ta định làm gì Thiên Như Vân đang ngồi ở bàn làm việc Và nhìn vào máy tính của Doãn Văn Bình Máy tính của công ty Đã được cài bảo mật kỹ lưỡng Vì vậy không một ai có thể truy cập vào được Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Như Vân đang lãng phí thời gian của mình thế nhưng bọn họ không hề biết thiên như vân đã có nano hoàn tất quá trình tìm kiếm tất cả các tệp trong thiết bị lưu trữ hàng loạt tệp tin hình ảnh hiện lên trên màn hình máy tính nếu doãn văn bình và triệu lưu tống chứng kiến được cảnh này chắc hẳn bọn họ sẽ ngất xỉu vì quá kinh ngạc hầu hết mọi thứ đều là dữ liệu kinh doanh và một vài thông tin đến lục đao không ta không cần mấy thông tin kiểu này đây không phải là thứ mà Thiên Như Vân muốn Hắn muốn các tài liệu Liên quan đến lục đạo Của võ lâm Hoặc bất cứ thứ gì tương tự như vậy Nano đã tìm cách kết nối Với máy tính Và nhanh chóng sắp xếp dữ liệu Thế nhưng ở đây Không có bất cứ tài liệu nào về võ lâm Không lẽ bọn chúng lưu trữ Ở một nơi khác à Có vẻ tập đoàn lục đạo Đã lưu giữ rất kỹ những thông tin liên quan đến võ lâm Bởi nếu bọn họ không làm vậy thì thiên niêm vân Đã tìm ra nó chỉ trong tích tắc rồi hmm, Nano Không phải lần trước người nói rằng Các thông tin có thể được lưu trong USB sao Thưa đúng vậy Vậy thì chúng ta Phải tìm được nó Thiên niêm vân đứng dậy khỏi bàn làm việc Và tiến về phía doãn văn bình Cuối cùng hắn ta Cũng chịu đứng dậy rồi sao Triệu lưu tống cho rằng thiên niêm vân Chuẩn bị tới để tra khảo hắn nên đã vội vàng quay mặt đi do như vân không thể lấy được bất cứ thông tin nào từ máy tính rất có thể hắn sẽ quay sang tra khảo hoặc dùng các biện pháp tra tấn để moi thông tin từ bọn họ chính vào lúc đó doan văn bình đang ngồi trên ghế sofa lập tức hét lên hắn hắn ta rút cuộc là muốn làm gì doan văn bình gần như đi phát điên ông ta càng hoảng sợ hơn khi thấy thiên điều vân đang tiến đến ngày một gần về phía mình. Thiên Di Vân chẳng hề quan tâm đến nỗi sợ của Doãn Văn Bình. Hắn đưa tay ra. Ngay lập tức, những thứ đồ bên trong túi quần áo của Doãn Văn Bình lần lượt bay về phía lòng bàn tay của Thiên Di Vân. Từ danh thiếp đến tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Ngay cả chiếc điện thoại thông minh trên cổ tay ông ta cũng bật ra. Chương nhẫn của ông ta cũng không phải ngoại lệ. Mai một lúc sau, Doan Văn Bình mới nhận ra mục đích thực sự của Thiên Như Vân, thì ra là hắn muốn tìm chiếc USB. Do không thể lấy dữ liệu từ máy tính, nên Thiên Như Vân quyết định tìm kiếm nguồn lưu trữ thông tin khác. Doan Văn Bình trợn trừng mắt kinh ngạc, không phải là do điện thoại của ông ta đã bị Thiên Như Vân lấy mất, ông ta đã để tâm tới một thứ khác. Nhờ tính năng bảo mật kỹ lưỡng Nên mọi thông tin dữ liệu quan trọng Sẽ lập tức xóa Nếu như hệ thống phát hiện Có kẻ đang cố gắng xâm nhập vào điện thoại của Doan Văn Bình Để ông ta còn một thứ quan trọng hơn thế Xin đừng để ý tới nó Doan Văn Bình thầm cầu nguyện Ông cố làm ra vẻ không quan tâm Bà chỉ có như vậy Thì Thiên Điêu Vân Mới không để ý tới ông nữa Thế nhưng Mọi chuyện đã quá muộn thiên nhiên vân đã lấy toàn bộ tư trang của doãn văn bình trên tay hắn lúc này ngoài chiếc điện thoại thông minh còn có thêm một bón đồ nhỏ nữa hả đó là một hình người máy nhỏ nó chỉ to bằng ngón tay út của thiên nhiên vân nhưng đó đã khiến doãn văn bình hoàn toàn kích động làm sao mà ông không hề ngờ rằng thiên nhiên vân lại có thể tìm ra nó đó là vật chứa chip bảo mật Sau khi phân tích mã chip Kết quả cho thấy Đây là một loại chip chuyên biệt Dùng để mở khóa một thiết bị Có chứa mật khẩu Giọng nói của Nano vang lên trong đầu thiên điêu vân Không ai có thể ngờ rằng Món đồ chơi nhỏ xíu này Lại là nơi chứa một thứ quan trọng như vậy Món đồ chơi này Là chìa khóa Để mở khóa thứ gì đó ư Phải Nano đáp thiên như vân đưa mắt nhìn quanh mở khóa thứ gì đó sao làm thế nào để ta có thể tìm thấy nó đây xin hãy đưa tay ra trước mặt rồi từ từ di chuyển sang bên phải tôi sẽ thực hiện quét nghe vậy thiên như vân làm theo những gì mà nano vừa yêu cầu có thứ gì đó giống như tia la đỏ loe lên từ lòng bàn tay hắn hai người còn lại trong phòng đều kinh ngạc trước hành động này của thiên như vân lại cái gì nữa đây đó là một thứ ánh sáng khác với khí có vẻ giống với tia laser dùng để quét mã vạch đúng lúc đó tương tác thực tế mở ra trước mặt thiên như vân bên trong có một địa điểm đã được đánh dấu trước ở đó có treo một bức ảnh doãn văn bình trong bộ trang phục lịch lãm thiên như vân từ từ tiến về phía bức ảnh đó doãn văn bình đã bị thiên như vân làm cho á khẩu không nói được điều gì Ông không thể nhận ra rằng Trên người Thiên Niên Vân Được gắn một thiết bị đặc biệt Khi Thiên Niên Vân Đặt thứ đồ chơi nhỏ xíu đó ra Trước bức ảnh được treo Không kính ngay lập tức bật mở Bên trong là một chiếc két sắt được giấu kín Làm thế quái nào Mà tên khôn đó Lại làm tất cả những điều này Ngay cả một điệp viên quốc tế Cũng sẽ gặp khó khăn trong việc Tìm cách phá bỏ lớp bảo mật này Nhưng Thiên Nhiên Vân thậm chí còn chẳng mất một chút sức lực nào Lợi bảo mật cuối cùng Chỉ là quét dấu vân tay Và nhập mật khẩu Tất nhiên nếu thiên địa vân đã làm được như này Thì chắc chắn hắn Hoàn toàn có thể phá khóa két sắt Nhưng ngay sau khi két sắt bị phá Thì hệ thống an ninh sẽ bật báo động Ông ta thầm cầu thiên địa vân Sẽ làm điều đó Nhưng rõ ràng hắn không ngu ngốc đến vậy Về việc lấy dấu vân tay Thiên địa vân hoàn toàn có thể chặt đứt một ngón tay của ông Nhưng mật khẩu là thứ Mà hắn không thể lấy được Doan Văn Bình liếc nhìn đồng hồ Còn 8 phút nữa Cuối cùng Ông có hai sự lựa chọn Hoặc nói ra mật khẩu và được sống Hoặc giữ bí mật và chết Chết thiệt Doan Văn Bình không ngừng rủa thầm Trong lòng ông có chút bực bội Ông đã dành cả đời này Để công hiến cho tập đoàn Vậy mà đến giờ phút sinh tử Ông ta vẫn lựa chọn mạng sống của mình Giám đốc Xin ngài đừng làm vậy Triệu Lưu Tống ra sức lắc đầu Nếu giám đốc Chọn giữ mạng sống của mình Và từ bỏ mật khẩu của két sắt Thì bí mật quan trọng đó Sẽ bị tiết lộ Tuy nhiên cái mạng già đối với ông vẫn là điều quan trọng hơn cả Khốn nạn Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều Nhất định không thể chết như thế này được Doan Văn Bình quyết định thương lượng với Thiên Như Vân. Chính lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên. Cửa két sắt tự động mở ra, mà không cần vân tay và mật khẩu của Doãn Văn Bình. Kinh ngạc hơn nữa là cảnh báo an ninh không hề đổ chuông. Không, không thể nào. Doãn Văn Bình hoàn toàn á khẩu trước sức mạnh phi thường của Thiên Như Vân. Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Bên trong kết sắt Được chia thành hai ngăn Ngăn trên và ngăn dưới Ở ngăn dưới có thứ gì đó trông như một chiếc hộp Bên trên có phủ một tờ giấy Giờ như thư bên trong Cũng không mấy quan trọng Liệu trong túi này có USB không? Thiên nhiên Vân chuẩn bị mở cái túi đó ra Hắn nhìn tờ giấy duy nhất phủ trên đó đầy lo lắng Thế nhưng rốt cuộc Hắn vẫn quyết định lấy nó xuống Đúng lúc đó Giọng nói của Nano vang lên ở phần trên kết sắt Phát hiện có máy in không dây Và lò đốt Lò đốt dao Khi kết sắt bị phá Hãy phát hiện sự cố Có kẻ cố tình xâm nhập Nó sẽ phóng lửa Và đồ đạc bên trong sẽ tự động bị thiêu hủy Kết sắt không chỉ có báo động khẩn cấp Nếu chẳng may dùng lực mạnh Để mở két Thì mọi thứ bên trong cũng sẽ bị thiêu rủi Kết sắt này thực chất Có chứa một cái bẫy Máy in không dây là gì? là một thiết bị nhận tín hiệu thông tin từ bên ngoài và có khả năng in ra. Có phải nó đang nhận tín hiệu từ bên ngoài không? Người có thể kiểm tra nó không? Nó sử dụng công nghệ không dây tầm ngắn, ITD. Đây là phương thức gửi và nhận tín hiệu trong vòng bán kính 2 km. Vì vậy, tôi chỉ có thể kiểm tra trong khi máy in đang hoạt động. Khoảng cách này cũng không quá xa. Điều này cũng có nghĩa là nếu ai đó đến gần công ty Hoặc đứng ở bên trong công ty Có thể gửi tín hiệu Như Vân khét cắn môi Ở thời đại này Ta phải tránh bị theo dõi Điều này không hề dễ dàng chút nào Cuối cùng hắn quyết định sử dụng máy in Để có thể lần ra tín hiệu từ đó Hắn vốn nghĩ rằng Sẽ phải đợi cho đến khi Nano Tìm ra cách giải quyết vấn đề này Tôi sẽ in dữ liệu Từ thiết bị phát tín hiệu không dây Được lưu trong máy in tin hiệu vô tuyến của nó có thể được phát hiện nếu người đó ở trong phạm vi 2 km nếu vậy thì hắn không cần phải ở đó nữa nói về công nghệ thì nano đời thứ bảy này có thể áp đảo hoàn toàn như thiết bị hiện đại thời nay việc in dữ liệu không mất nhiều thời gian tiếng lách cách của máy móc bắt đầu vang lên từ máy in chẳng mấy chốc thì nhiều vần đã thấy một tờ giấy được đưa ra từ máy in Hàn rút tờ giấy ra rồi nhìn vào nó. Hàn vô thắc mắc không biết liệu chiếc máy có thể in ra được bất cứ thông tin quan trọng nào không. Tuy nhiên, trên tờ giấy ấy chỉ có đúng bốn gạch đầu dòng trông như một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Theo kết quả thống kê từ cuộc điều tra yêu cầu, xác suất có gián điệp là 80% nên loại bỏ đội số 7. Bảo vệ đội trưởng đội số 3 của tổ trọng án Mộ Dung Lý Minh Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 2 Cảnh báo cộng số 26 Đã được lên lịch Hay đảm bảo rằng Toàn bộ dữ liệu bí mật lưu hành nội bộ Sẽ bị xóa Báo cáo về việc ám sát Giám đốc điều hành tập đoàn nhà họ Diên Đã được đưa lên cấp trên xác nhận cho quá trình xem xét Thời hạn thanh toán Trước khi cảnh báo cộng số 26 xuất hiện Ở dưới cùng là dòng chữ lục đạo và con dấu có hình logo của tập đoàn giờ đây một phần của bí mật đã được tiết lộ bộ mặt thần của một tập đoàn xưa nay và luôn ra vẻ nhân ái đã được tiết lộ họ quả thực chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào từ ám sát đến bắt cóc và còn cả gián điệp vậy ra đây là bản chất thực sự của các người à thiên như vân mỉm cười lục đạo ở thế giới này cũng giống như phiên bản lúc trước của họ Bảo chúng cũng đeo mặt nạ Để đóng giả làm những công dân tốt những kẻ dối trá Ta tìm ra thư hay ho rồi đây Nếu như những thông tin này Bị lan truyền ra bên ngoài Thì cả lục đao và lục đạo Đều sẽ phải hứng chịu thiệt hại nặng nề Thì như vần gấp tờ giấy lại Và cho vào trong ống tay áo Hắn ta đã kiểm tra hết một lượt Mọi ngóc ngách trong kết sắt Nhưng không thấy bất cứ thông tin nào Liên quan trực tiếp đến lục đạo Thiên Nhật Vân thò tay vào bên trong Hắn phát hiện có một ổ khóa Ở trên chiếc hộp Cần nhận dạng vân tay Là vậy sao Thiên Nhật Vân đưa tay ra Cách tay phải đã đứt lìa của Doãn Văn Bình Bông được một lực vô hình nâng lên Rồi đặt vào máy quét Chiếc hộp lập tức mở ra Thiên Nhật Vân cau mày Hắn đã hy vọng Mình có thể tìm thấy được một chiếc USB Trong chiếc hộp này Được không bên trong khiến hắn không khỏi bất ngờ đây là cái gì thiên nhiên vân nhắc một thứ từ chiếc hộp lên đó là một ống kim tiêm có kích thước bé vừa lòng bàn tay nó được làm bằng kim loại bạc và thủy tinh dày Chất lòng bên trong có màu xanh lam nano người có biết cái này là cái gì không bên trong còn có một ống tiêm tương tự như vậy két sắt có tám khe trống có lẽ ban đầu có 10 ống tiêm đang tiến hành quét. Một tia sáng đỏ phát ra từ lòng bàn tay phải đang cầm ống tiêm của Thiên Điêu Vân. Tương tác thực tế được mở ra trước mắt Thiên Điêu Vân. Trong đó có phân tích hàng nghìn thành phần của chất lỏng bên trong. Đây là bom nano. Chúng đã được phóng to để chủ nhân có thể nhìn thấy. Bom nano. niết quả bóng nhỏ vô hình bên trong thứ chất lỏng này được gọi là bom nano Thiên nhiên vân tiếp tục hỏi Nano Thế các máy nano như người Đã được phát triển vào thời đại này chưa Mặc dù công nghệ nano y tế Đã được phổ biến Nhưng phải mất 200 năm phát triển công nghệ nữa Mới có thể trang bị AI Cho công nghệ nano Trong thời đại này Máy nano vẫn chưa được phát triển Công nghệ nano Được bắt đầu vào năm 2015 và giờ đây họ đã dùng được nó để chế tạo ra một số thiết bị đơn giản tuy chưa thể so sánh được với máy nano nhưng bom nano ở thời đại này đã là một trong những thứ vũ khí với công nghệ tân tiến nhất thiên địa vân đóng tương tác thực tế và nhìn vào ống tiêm gần đầu kim loại của ống tiêm có một chiếc vòng nhỏ màu đỏ trên đó có khắc ký hiệu bằng tiếng anh là MS. Đó là tên của quả bom nano sao. Bên trong chiếc két còn có một thiết bị trông có vẻ kỳ lạ. Ký hiệu tiếng Anh MS này cũng được khắc ở mặt bên của thiết bị này. Chắc hẳn đó chính là logo của công ty đã chế tạo ra những thứ này. Đây là thứ gì? Thiên Diệp Vân hỏi tiếp. Nano tiếp tục mở chế độ quét. Mà tín hiệu kỳ hoạt bom nano đã được đăng ký. Mục đích của thiết bị cuối cùng cũng đã được tiết lộ Đó là nút kích hoạt quả bom Nửa trên của thiết bị này là một màn hình Phía dưới đó là 10 nút nhỏ dùng để điều khiển Thiên Nhiều Vân nhấn thử lên nút màu đỏ Một vòng tròn màu đỏ lập tức xuất hiện trên màn hình Bạn có muốn phóng bom nano không? Có hoặc không? Trên màn hình cảm ứng Một không nhỏ xuất hiện Kèm với dòng thông báo nếu nhấn vào chữ Y Thì quả bom sẽ được kích nổ Thiên Nhiệm Vân nhìn vào ống tiêm mà hắn đang cầm trong tay Và cái còn lại đang nằm trong hộp Phần kim loại trên đầu ống tiêm có màu khác Thiết bị này có thể kích nổ bom nano Trong cả 10 ống tiêm Thiên Nhiệm Vân chợt hiểu ra Cách thiết bị này hoạt động Bỗng nhiên Có tiếng khóc lóc thảm thiết của Doãn Văn Bình vọng tới Thiên Nhiệm Vân quay đầu lại nhìn Khuôn mặt của Doãn Văn Bình đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta chớp mắt liên tục, nhìn về phía cái đồng hồ. Thiên Vân nhìn thời gian hiển thị, hắn chợt hiểu ra tại sao ông ta lại hành động như vậy. À, sắp đến lúc rồi sao? Còn đúng 15 phút nữa là chất độc sẽ phát tác. Doãn Văn Bình đã sắp hết thời gian rồi. Nếu trong 15 phút tới đây, ông ta không có được thuốc giải, thì ông ta sẽ chết ngay tức khắc. Ơ, xin hãy cứu tôi Tôi không muốn chết Tiếng than khóc và đôi mắt như chứa đầy sự tuyệt vọng Thiên Nhiêu Vân nhìn chăm chăm vào ông ta Sau đó hắn từ từ tiến lại gần Doan Văn Bình không khỏi bất ngờ trước hành động của Thiên Nhiêu Vân Ông ta hiểu đây Chính là thời khắc sinh tử của bản thân mình Thời khắc mà Thiên Nhiêu Vân Quyết định sẽ để ông ta sống hay chết Khẩu xin anh Làm ơn Đúng lúc đó các huyệt vị của ông ta đều hóa giải cuối cùng doãn văn bình cũng có thể cử động trở lại và rồi ừ, giọng của tôi do được giải huyệt máu lại bắt đầu túa ra thì niềm vân trượt đưa cho ông ta thứ gì đó vẻ mặt khó hiểu đó là chiếc điện thoại thông minh mà hắn đã lấy của ông ta gọi chúng bảo chúng mang thuốc giải tới đây à, sao cơ dù kết sắt chưa bị mở thì cũng không thể thương lượng với người này được Doan Văn Bình hiểu điều đó Ông ta vẫn do dự Bất chợt Thiên Như Vân cất giọng hỏi Người muốn chết không? À, ah, không không Trước câu hỏi của Thiên Như Vân Ông ta vội vác cầm điện thoại lên Bấm một dãy số Nếu như ông ta còn không nhanh tay Thì tính mạng của ông ta cũng sẽ xong luôn Âm báo quay số vang lên Doan Văn Bình căng thẳng cắn môi trả lời điện thoại đi Trả lời đi Mỗi hồi chuông vang lên Đều khiến ông ta căng thẳng vô cùng Cuối cùng Sau khoảng 10 tiếng bíp Cũng có người bắt máy Vâng thưa giám đốc Tôi là Hạo Đình đây Khuôn mặt của Doãn Văn Bình như sáng bừng lên Khi nghe giọng nói đó canh tòa nhà lục đạo khoảng 800 mét cho một cửa hàng tiện lợi một người đàn ông đặt một giỏ đồ ăn vặt xuống bàn thanh toán. nơi nhân viên bắt đầu quét giá các sản phẩm. Quầy thu ngân chỉ có đúng một nhân viên bán hàng. Người khách kia chẳng mê chốc đã cảm thấy sốt ruột. Làm ơn thanh toán nhanh giúp tôi. nơi nhân viên nghe vậy liên chép miệng. Hắn là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai. Tuổi tác đang ngoài 30. mái tóc ngắn xù nhẹ. Và một vết bớt nhỏ dưới mắt phải Giờ này có đẹp trai hay không Thì cũng phải đợi thôi Cô thủ Ngân nghĩ thầm Phiền anh vui lòng đợi ít phút Vì giá của mỗi sản phẩm là khác nhau Nên sợ mất một chút thời gian Để quét mã từng sản phẩm Cảm phiền nhanh giúp tôi Ở tôi thì có thể đợi được Nhưng người đàn ông nóng tính phía sau tôi Thì không có kiên nhẫn đâu Nói rồi Hắn chỉ về người đàn ông Đang đứng phía sau mình Hắn ta chắc độ đã ở tuổi trung niên mặc áo khoác xám và đeo kính dâm đen có thể người đàn ông đó cảm nhận được ánh mắt của cô thu ngân đang nhìn về phía mình để hắn ta lắc lắc cái đầu và đi đến giá để sách xem tạp chí nếu nếu cô không phiền tôi có thể tự bỏ đồ của mình vào túi không à vâng tất nhiên là được rồi nhìn về thu ngân đưa cho anh ta năm túi giấy để đựng đồ hắn cầm lấy những chiếc túi giấy rồi lần lượt đặt những món đồ Mà nhân viên bán hàng đã quét vào trong túi giấy Bỗng nhiên Hắn nhận được một màu giấy to bằng lòng bàn tay Trên đó có ghi mấy chữ Không được phép Đăng ký hủy bỏ nhiệm vụ Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đang làm hết sức mình Hắn ta lập tức cau mày Trước dòng ghi chú đó Bực bội hắn vò nan màu giấy đó Rồi ném nó qua quầy Xong một túi Hắn lấy thêm một túi khác để đựng đồ uống của mình Đặt thêm một nhiệm vụ mới Hay điều tra hồ sơ của những người sau Cái khỉ gì thế Hắn thầm than thở Đây đã là lần thứ ba Hắn xin rút khỏi nhiệm vụ Nhưng lần nào họ cũng phất lờ lời xin phép của hắn Và thậm chí còn giao thêm nhiệm vụ mới Sao mình lại thành ra Đồng đội này cơ chứ Hắn vo tròn bầu giấy Rồi lướt ra phía sau quan sát Gã đàn ông đang dở tạp chí đó Vẫn quan sát hắn từ nay tới giờ Thì ra Hắn vẫn luôn bị theo dõi Điên mất thôi Nhận ra điều này Hắn không khỏi khó chịu Trước đây họ đã từng kiểm tra hết một lượt điện thoại Và đồ đạc cá nhân của hắn Rồi đột nhiên hai ngày trước Bà chúng cử một đội trưởng Đến túc trực bên hắn Mẹ kiếp Do ràng bọn họ nói Mình có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ lô công an khốn nạn Hắn vẫn đang bị theo dõi Chính vì vậy mà hắn luôn cố hành sự bình thường nhất có thể Nhưng giờ thì hắn cảm thấy mình Không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa Mọi chuyện đã đi quá xa rồi Giờ đây hắn quan tâm đến tương lai hơn Nếu không phải vì thứ đó thì Mẹ kiếp lũ chó đẻ Tất cả những gì mà hắn có thể làm bây giờ là chửi rủa Sau khi vứt tờ giấy đi Hắn cất nôn chỗ bánh quỳ còn lại vào trong túi giấy Rồi lôi bức ảnh bên trong ra Gì đây? Phim cổ trang à? Trong bức ảnh là một người đàn ông với mái tóc dài Ăn bằng kiểu cổ trang Tên của người đàn ông trong bức ảnh Được viết ở giữa bức hình Tên này thì có gì mà để điều tra cơ chứ? Hắn chăm chú nhìn bức ảnh Cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của người đó Rồi đem nó xuống quầy sau 3 phút quét mã, tất cả các sản phẩm đã được hiển thị trên màn hình máy tính. Của anh hết 225 tệ. Đây, hắn mua rất nhiều để tích chữ và cũng để đỡ tốn thời gian, nhưng xem ra hắn mua quá nhiều rồi. Hắn cầm điện thoại lên, sử dụng dấu vân tay để mở khóa, rồi dùng ứng dụng để thanh toán số tiền kia. Đội trưởng, tôi xong rồi. Hắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với bốn chiếc túi trên tay hắn vừa dứt lời một người đàn ông trông có vẻ ngoài hung hãn cũng bước ra rồi như đó Chỉ là người mà hắn gọi là đội trưởng gà đút tay vào một túi vừa lấy đồ uống rồi uống một hơi cạn sạch tại sao lại lâu quá vậy à, tôi đã mua rất nhiều đồ hắn ta tươi cười trả lời tên đội trưởng gà đưa tay vô nhẹ lên trước chan hắn xem như lời cảnh báo cẩm trung tố tôi đã cảnh báo cậu không được làm bất cứ điều gì đáng ngờ đừng quên rằng tôi và đang theo dõi mọi hành động của cậu đấy khôi mặt của cẩm trung tố bông đờ ra hắn cảm thấy rất khó chịu với những lời cảnh cáo của tên đội trưởng này nhưng phải kìm nén tất cả tôi biết rồi nếu tôi phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi dù chỉ một dấu vết nhỏ thôi cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà Đúng không Cái thứ được cấy vào bên trong cơ thể cậu Sẽ phát nổ ngay lập tức Bùm Như thế đấy Tên đội trưởng vừa nói Vừa dùng hành động để diễn tả một vụ nổ Mặt cầm trung tố tối sầm lại Khốn kiếp Đáng lẽ từ đầu Mình đã nên tránh xa vụ này rồi Hắn thấy lòng mình tràn gặp sự hối hận Đầu lúc đó Có thứ gì chợt thu hút tầm mắt của hắn Đội trưởng Điện thoại kia Ánh sáng màn hình điện thoại lóe lên. Thế vậy, đội trưởng nói. À, cái này ư? Ừ. Tôi quên tắt chế độ im lặng." "Hả?" "Cuộc gọi đó có vẻ rất quan trọng." "Vâng, giám đốc, tôi là Hạo Đình đây." Tên hắn chính là Hạo Đình. Nghe xong cuộc điện thoại, Hàn Bông rơi vào trạng thái trầm tư, cả khuôn mặt cứng đờ lại. "Tôi hiểu, giám đốc, tôi sẽ mang nó đến ngay lập tức." Hắn cốp máy. Chuyện này lạ thật Có chuyện gì sao À không Có người mới vào Nhưng lạ thật Tại sao ngài ấy lại nói như vậy Giám đốc của hắn là một người rất điềm tĩnh Cách nói chuyện của ông ấy cũng toát lên phong thái đó Hắn chưa từng thấy giám đốc của mình như thế này Có vẻ ông ta đang rất vội vã Có phải vì người mới đó rất mạnh không Cầm trung tố Biết quá trình gia nhập công ty diễn ra như thế nào hắn cũng biết những việc làm xấu xa của giám đốc bỏ ngoài tai những lời cẩm trung tố nói hào đình vẫn cảm thấy được có chuyện gì đó không ổn ở đây tôi cũng không biết cậu đi theo tôi đi à tôi cũng đi luôn sao đúng là chuyện lạ hắn chưa bao giờ để cẩm trung tố đi cùng mình có người mới đến thì cũng có nghĩa là giám đốc đã triển khai vụ này Hy vọng rằng lần này Hắn có thể nhìn thấy chiếc két sắt ấy Theo tôi Rõ Cả hai cùng ra xe Cùng lúc đó Căn phòng trên tầng 36 của tòa lục đảo Doan Văn Bình thở phà một hơi nhẹ nhõm Sau khi kết thúc cuộc điện thoại Nếu chậm hơn một chút tính mạng của ông ta đã gặp nguy hiểm Hoặc đã bị kiệt sức mà gục ngã Hắn ta đang tính làm gì? Doan Văn Bình không ngừng suy nghĩ xem Thiên Diệp Vân tính làm gì tiếp theo. Ông ta không tài nào hiểu nổi hành động của Thiên Diệp Vân. Hắn để cho ông ta lấy thuốc giải độc mà không đặt ra bất cứ yêu cầu nào. Không biết được Thiên Diệp Vân biêu tính điều gì, nhưng ông chắc chắn một điều rằng hắn ta đang muốn thứ gì đó. Nếu không, không đời nào một tên danh man như hắn lại tha cho cái mạng già này của ông ta dễ dàng như thế được. Tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn Doan Văn Bình nhìn Thiên Như Vân và hỏi Tôi rất cảm kích vì anh đã cho tôi có thuốc giải độc Để cho phải phép Anh cứ yêu cầu bất cứ thứ gì Tôi sẽ đáp ứng Thế nhưng khi ông ta chưa kịp dứt lời Thì bông có thứ gì bay lên chỗ tay Thiên Điều Vân Chỉ trong chớp mắt Thiên Điều Vân đã tìm một thứ gì đó vào ông ta Thế vậy Doan Văn Bình trợn tròn mắt Trên tay Thiên Như Vân Chỉ là ống tiêm Đựng thứ chất lỏng màu xanh Có chứa bom nano À không được Dù cho ông ta có gào thét như thế nào Thì cũng không ngăn được Thứ chất lỏng màu xanh đó Đã từ từ ngấm dần vào cơ thể mình Giờ đây Doan Văn Bình Còn cảm thấy tuyệt vọng hơn Khi bị ép uống phải Độc nhất thì Thiên Như Vân mỉm cười Đa tạ từ nay người sẽ là quân cờ của ta. Cây này, cây này, màu này là. Ông ta không thể nói được thành lời. Doan Văn Bình thấy thiết bị điều khiển bom vẫn đang nằm trong tay của Thiên Diêu Vân. Thiên Diêu Vân mỉm cười, đưa tay vào bên trong chiếc hộp. Ông tiêm còn lại cũng bị hắn nắm lấy. Thiên Diêu Vân nhìn lên trần nhà và hỏi: Bạn người ở trên đó sao? Hệ trường thứ 18 kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.